Tôi tên là Khương, tôi 59 tuổi. Tôi có một cô vợ trẻ đẹp. Tôi thì lớn hơn cô ấy khá nhiều tuổi, nên việc sinh hoạt vợ chồng nó không được thuận lợi. Tôi có tìm mua một số sản phẩm hỗ trợ sinh lý về dùng, nó có tác dụng ngay. Nhưng một thời gian sau thì tôi lại bị tăng huyết áp và cảm giác không thoải mái nên không dùng nữa. Cách đây không lâu, tôi có tìm kiếm trên mạng và biết đến Canca là một sản phẩm của Nhật Bản, có thể giải quyết chuyện ấy rất hiệu quả mà không có tác dụng phụ gì, và được bán rộng rãi trên các hiệu thuốc. Nên tôi mua về một liệu trình dùng thử 45 ngày. Sau khi dùng được một liệu trình, tôi cảm thấy cơ thể mình nó khỏe hơn mà không có tác dụng phụ gì cả. Sau khi dùng mấy hộp, tôi thấy làm chuyện ấy rất là dễ dàng. Không những vậy mà huyết áp tôi lại được ổn định mà không đau nhức xương khớp gì nữa. Hiện tại có nhiều người bạn và hàng xóm hỏi tôi sao sức khỏe thay đổi nhiều như vậy, thấy trẻ lại được nhiều tuổi. Tôi thành thật chia sẻ rằng tất cả là nhờ Canca của Nhật Bản. Đến độ tuổi 40 trở lên thì các quý ông sẽ đối mặt với vấn đề suy giảm thể lực. Khi ấy chúng ta cần dùng đến một loại thảo dược để giữ lửa hạnh phúc vợ chồng. Sản phẩm ấy chính là Canca. Ai đã từng trải nghiệm rồi sẽ thấy hiệu quả như tôi vậy. Hiện tôi rất tin tưởng sản phẩm này. Canca đã giúp tôi tìm lại được cảm giác thời trai trẻ.